Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu phíp nha cả nhà. Phíp này thì phíp lộn xộn ha. Cần tay cũng có, cần máy cũng có, cần ba khúc cũng có. Cái này đầu tiên em Phương lên có một cây đánh bạo lực nè, cây NFT. Phíp NFT, cây này còn nguyên bọc luôn á, mà cái bọc nó dơ quá em Phương vứt rồi. Cây NFT này nó gồm 4 lóng cả nhà. Cây này cái 5m4, 5 lóng. À 4 lóng 5m4. 4 lóng 5m4. Thôi, NFT nè. Cái này 5m4 nha. 5m4, 4 lóng. Khoan đồ còn đẹp lắm cả nhà. Này nó hơi gồng ghềnh ha. À. Này NFT nha, còn mới cáo luôn. Cái này nặng tới hơn ký lận, ký mấy lận, ký rưỡi. Đọt 2,7, gốc 38. Thôi, cái này bán rẻ cho mọi người giá 250 thôi. Này câu biển thôi mọi người. Đó, nè. Mới tinh tươm luôn nha. Cây NFT này sale cho mọi người 250 thôi. 250 thôi nha cả nhà. Trời ơi nó to lắm, em Phương có mấy cây luôn á. Em Phương có mấy cái cây loại to đó luôn á, nhưng mà cái cây này mới thì bán 250, còn mấy cây kia thì bán 200 thôi. Rồi tiếp theo em Phương có cây mạ số 2 nè. Cái khoen bự nhất của nó là khoen sắt, còn mấy này thì có loại sứ nha. Cây này thì cái đầu bu nè, mọi người về thay đầu bu giúp em. Khoen người ta tự lên nè, nên nó hơi xấu ha. Rồi, cây mã số 2 này giá 90 nha. 90 cho cả nhà. Cây này là 3m3 của hãng Olympic Made in Taiwan nha. Đó, đó là cây mã số 2. Tiếp theo cây mã số 3, em có cây lu 1 khúc. Em có cây lu 1 khúc nè. Cây lu 1 khúc này của Glacro OGK. OGK cây 1m1 này giá 80.000. Đó, khoen của nó đây cả nhà. Đó, dàn khoen nè. Đó, đó là cây mã số 3. Tiếp theo cây mã số 4. Cán mút xốp. Máy mút xốp. Rồi, cây... À, em xin lỗi. Cây... Nãy là cây mã... Trời ơi, 1... 2... Rồi, em đánh lộn số mà. Cây mã số 3. Hồi nãy là cây mã số 3 là cái này nha cả nhà. Cây mã số 3 nè, giờ tới cây mã số 4 nè. Cây mã số 4 đây đi. Em đánh lộn số. Rồi cây mã số 4. Đây, cây cán gỗ nha. Đó, khoen của nó là khoen như thế này. Đó, nè. Khoen này. Đây. Rồi, cái đầu của nó là khoen này nè. Rồi, cây này lua 1m2, mã số 4 giá 90.000. Giá 90.000. Tiếp theo cây mã số 5. Cây mã số 5 là cái cán mút xốp nè. 1m2. Đó, khoen của nó là khoen này. Giá 100.000 nha cả nhà. Giá 100.000. Cây này cây lu 1m2, mã số 5. Tiếp theo cây lu 1m3. Cây mã số 6 nè. Cây mắc in China nè. 1m1 nè. Rồi, khoen này cả nhà. Đó, khoen của nó là khoen này. Cái này giá 100.000 mọi người, mà mua hết cái dàn lu này thì em tính cho rẻ thôi. Em có nhiều lắm á. Có cho cái chục cây á cả nhà. Rồi tiếp theo em lên cây mã số 7 là một cây cần tây hãng Olympic, dài 4,5 m, nặng 230 g, đọt cái nước đọt này tầm 0,7 ly. Nè, các đầu cần được đóng khoen chống nổ nha cả nhà. Đó. Ngoại hình còn đẹp, giá 120.000. 120.000 mã số 7. Tiếp theo cây mã số 8 là một gầy cây cần tây 4,5 m, thuộc hãng Kingston. Cây này đọt 0,6, nặng 120 g hả, gốc 18. Cây mã số 8 là giá 100.000 nha. Đây, chỗ này nó có chốc sơn nè. Rồi, đọt đây. Đọt này tầm 0,7 luôn nha cả nhà. Rồi, giá 100.000 cây mã số 8. Tiếp theo cây mã số 9 em có một cây cần tây lóng ngắn, dài 3m6, nặng 110 g. Rồi giá 100.000 nha. Cây này thì đọt mảnh tầm 0,6 0,7 ly thôi. Nhưng mà cây này ra cần thẳng nha cả nhà. Nó còn mới đẹp. Đó cây mã số 9. Tiếp theo cây mã số 10 ạ. À. Em có một cây 2m9, nặng 80 g, đọt 0,9. Đó, nè, giá 100.000 ha. Đó, cũng còn đẹp ha, mã số 10. Tiếp theo cây mã số 11, em có một cây cần máy 22m7, nặng 200 g, đọt 2,6, gốc 19. Cây này sẽ em cho mọi người giá 120.
Đó, cây này còn mới đẹp nha. Rồi, đọt là đọt sợi thủy tinh nên chắc lắm, rất là chắc luôn. Rồi, cây này giá 120, mã số 11, mới cáo luôn. Mã số 12 là một cây mất đít. Cái đầu bu của nó cũng mất luôn. Về sale cho mọi người giá 80 ngàn để mọi người thay đầu bu nha. Đó, cái này với cái mã số 11, 12 này với cây mã số 11 này nè, mấy cả nhà là một cặp á. Cái mã số 11 á với cây sạm mã số 12 là một cặp nè, nhưng mà cặp còn một cây còn nguyên, còn một cây mất đít mất đọt. Thì 80 ngàn á cả nhà. Đó, cây mất đít mất đọt thì giá 80 ngàn. Rồi. Tiếp theo em Phương có một cây mất đít nữa nè cả nhà. Đó, mất đít nè. Cây này dài 3m9, nặng 360g, đọt 2,7. Nhưng mà được cái là khoen nó còn y nguyên nha cả nhà. Loại sứ vẫn còn y nguyên nha, mình câu máy được nha. Đọt là 2,7, giá 90.000, mã số 13. Mã số 13 giá 90.000. Tiếp theo cây mã số 14 em lên một cây câu máy được nha. Độ cứng 1, dài 5m4, thuộc hãng Daiwa. PG Daiwa, nặng 440g, đọt 1,8. Cây này giá 120.000 thôi nha. Đây, tại vì mọi người biết sao, hai cái khoen này nó thay nè, nó không có loại sứ, nó chỉ là khoen sắt thôi. Đó, lắm trong này cả nhà. Rồi, giá 120.000, mã số 14. 120.000, mã số 14 ạ. Tiếp theo cây mã số 15, em Phương có một cây 4m5 phanh lách, nặng 320g, đọt là 1,7, giá 101 nha cả nhà. Đó, nó cái khoen này nó có nấc một đường nè. Đây, rồi này có hai loại khoen, nhưng mà mình về mình câu máy được nha. Bát bu si hả? Rồi, cây mã số 15 giá 101. Tiếp theo cây mã số 16, em Phương có một cây 2m4 giá 100.000, câu máy được nha cả nhà. Cây màu đỏ đẹp ha. Đó, rồi tiếp theo cây mã số 10, nãy là cây nhiêu, cây mã số 16. Rồi cây sữa mã số 17 đây. Một cây cán mút xốp dài 1m65, đọt là 1,4, giá 100.000, cây này còn mới tinh tươm luôn ha. Ô, rớt cái đà. Cái này chỉ bị rớt ra thôi nha cả nhà. À, bị xúc ra thôi. Xúc ra thôi ha. Chứ không vấn đề gì, giờ bị gắn keo lại giúp em, chứ không phải là gãy đâu nha. Cây mã số 17. Tiếp theo em có một cây mã số 18 là một cây mini cán mút xốp. Đây, cây này thì khoen của nó là khoen sắt, nó còn mới tinh tươm luôn cả nhà. Nhưng mà nó không có loại sứ, chỉ là khoen sắt thôi. Cây này mã 18 để xem cho mọi người giá 70.000, mới tinh tươm luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 17, cây này mã số 18 nha cả nhà. Cây này mã số 18. Rồi cây mã số 19 đây là một cặp này. Một cặp này là loại sắt thôi. À, khoen sắt thôi nha. Nè, nó khoen sắt như thế này thôi. Đó, nó chỉ có 1m mấy thôi cả nhà. Cái này của cái anh nhà nước khi bom của em nè. Anh kêu là anh không có đặt hàng. Anh kêu anh là người làm nhà nước nên là em không biết nên, nên là thôi. Đặt hàng cho địa chỉ xong tới lúc em gọi là anh kêu anh đâu có đặt đâu. Rồi, hai cây này 100.000 nha cả nhà, hai cây này 100.000. Rồi cây cuối cùng em Phương có một cây PS Daiwa, độ cứng 120, dài 1m3 nha, khoan nè. Đó, rồi cây này sale cho mọi người giá 120.000 nha. Rồi mọi người ơn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.